Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Thanh Trúc và Đức Vượng. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, 30 tháng 4 năm 2024 là ngày tưởng niệm 30 tháng 4, ngày đất nước của chúng ta bị rơi vào tay Cộng sản. Hồi sáng nay thì Đức Vượng có lướt qua Internet cũng thấy một số báo đài của quốc tế đưa tin về ngày 30 tháng 4 yeah. và đặc biệt là một cái chương trình phóng sự của chương trình mà Good Morning Washington À, rồi tiếp theo đó thì có những cái bài viết của những tác giả khác người nước ngoài rồi cộng đồng Việt Nam đó thì tại các tiểu bang như lớn như là California, Texas, rồi Washington, rồi qua bên Canada, một số các quốc gia châu Âu khác cũng đã tổ chức ngày 30 tháng 4. Và người ta nói tại sao mà 49 năm rồi mà mình không quên, thực sự là không quên được thanh trúc. Thí dụ như vết thương mà trên da thịt thì có thể là nó sẽ lành sau một thời gian. Nhưng mà đối vết thương của của dân tộc, của nước mất nhà tang thì khó lắm quý vị ạ bởi vì nó theo đuổi chúng ta suốt cả cuộc đời và cũng thật là không may đất nước Việt Nam của chúng ta thì lại rơi vào tay cộng sản mà trên thế giới hiện nay thì chỉ có vài quốc gia cộng sản thôi ví dụ như là Cuba rồi Trung Cộng rồi bên cạnh đó ví dụ như là Bắc Hàn hoặc là Nga đi chẳng hạn có hơi hám của cộng sản thì chẳng có quốc gia nào tốt đẹp cả nhưng ngày 30 tháng 4 thì chúng ta cũng nhắc về quê hương và nhớ là chúng ta còn có một đất nước à, ngày xưa rất là tươi đẹp và thanh bình. Và thưa quý vị, bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết cùng chúng tôi. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin liên quan tới Tòa án Công lý Quốc tế. Mexico và Ecuador đấu khẩu dữ dội tại Tòa án Công lý Quốc tế. Hai quốc gia này đã đối đầu trực tiếp tại Tòa án Công lý Quốc tế vào ngày 30 tháng 4 sau nhiều tuần lễ mâu thuẫn xung quanh vụ tấn công vào Tòa đại sứ Mexico ở Quito của Ecuador. Theo đài truyền hình CNN, Mexico đã đệ đơn kiện Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế sau khi cảnh sát của Ecuador tấn công vũ trang vào Tòa đại sứ Mexico ở thủ đô Quito hồi đầu tháng này để bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador, đó là ông George Glass người đang xin tị nạn tại Mexico. Các giới chức của Mexico gọi hành động của Ecuador nói trên là vi phạm Công ước Viên, là một hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về quan hệ ngoại giao. Không những vậy, Mexico cũng đang đề nghị đình chỉ hoạt động của Ecuador tại Liên Hiệp Quốc. Trước đó, một đoạn phim ngắn cho thấy cảnh sát của Ecuador đang vật lộn với một nhà ngoại giao hàng đầu của Phái bộ Ngoại giao Mexico tại thủ đô Quito khi họ tiến hành bắt giữ ông George Glass, là người đã hai lần bị chính quyền Ecuador kết án vì hành vi tham nhũng. Sự việc này đã nhanh chóng bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Trái lại thì tổng thống đương nhiệm của Ecuador là ông Daniel Nobia lại khẳng định ông không hề hối hận với quyết định bắt giữ cựu phó tổng thống Las vừa kể trên. Trong phiên điều trần hôm 30 tháng 4, Mexico đã cố gắng tìm kiếm một biện pháp tạm thời nhằm bảo đảm rằng Ecuador phải ngay lập tức thực hiện các bước đi thích hợp để bảo đảm sự an toàn cho các cơ sở ngoại giao cũng như kiềm chế mọi hành động leo thang căng thẳng ngoại giao. Ngoài Mexico, thì Ecuador còn lún sâu vào cuộc khủng hoảng ngoại giao quốc tế khi có nhiều nhà lãnh đạo của các nước ở khu vực châu Mỹ Latin đồng loạt cắt đứt quan hệ với Ecuador. Ukraine dự kiến sẽ tiếp nhận được những tiêm kích F-16 đầu tiên từ đồng minh phương Tây vào mùa hè của năm nay. Không quân Ukraine hiện đang xây dựng vân và hầm ngầm dưới lòng đất tại các căn cứ ở miền Tây của nước này. Tiêu tá Iza Velas, Phát ngôn viên không quân Ukraine cho biết, việc xây dựng các hạ tầng cơ sở mới sẽ giúp giữ an toàn cho tiêm kích F16. Ông Yeclas nói thêm rằng, nỗ lực này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị thích hợp về vị trí đặt căn cứ cũng như ngân sách đáng kể. Do đó, Ukraine đang xây dựng các phương án để có thể thực hiện một cách tốt nhất. Tiểu tá Yeclas nhấn mạnh, Ukraine sẽ phân tán các máy bay F16 tới những căn cứ khác nhau. Điều này sẽ khiến cho Nga khó phát hiện hơn. Thưa quý vị, tiêm kích F-16 được cho là sẽ tăng cường sức mạnh không quân của Ukraine, vốn đã bị thu hẹp và lạc hậu hơn so với Nga. Khi nhận được vũ khí mới, Ukraine có thể thực hiện nhiều cuộc tấn công chống lại Nga hơn bên cạnh việc gia tăng khả năng phòng thủ. Ukraine yêu cầu F-16 do Mỹ sản xuất kể từ khi xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2, 2022. Tuy nhiên, phải đến năm 2023, Mỹ mới đồng ý cho phép đồng minh diện trợ máy bay này cho Kiev. Theo hãng tin AP, Ukraine có thể sử dụng các căn cứ không quân của phương Tây để khai triển F-16 vì loại máy bay này yêu cầu đường băng có tiêu chuẩn cao và nhà chứa máy bay được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không quân Ukraine có kế hoạch giữ ít nhất một số máy bay F-16 ở nước này. Estonia tố cáo nước Nga đã làm nhiễu tín hiệu GPS khiến cho hai chiếc máy bay của Phần Lan phải quay trở lại nơi khởi hành. Theo hãng tin Reuters cho hay, chính phủ Estonia đã cáo buộc rằng Nga đã vi phạm các quy định về không phận quốc tế khi gây nhiễu tín hiệu GPS làm ảnh hưởng tới các chuyến bay tới nước này. Đồng thời, họ sẽ trình bày vấn đề này với các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tức là khối NATO và khối Liên hiệp châu Âu. Hiện nay, cả Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng của Nga đều chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về sự việc nói trên, cũng như lời phát biểu từ phía Estonia. Trước đó, hãng hàng không quốc gia của Phần Lan là Finnair đã đình chỉ tạm thời các chuyến bay đến thành phố Tartu, là thành phố lớn thứ nhì của Estonia trong vòng một tháng sau khi có hai chiếc máy bay của họ bị ngăn cản không được hạ cánh do hệ thống định vị GPS bị gián đoạn vào ngày 25 và 26 tháng 4 vừa qua. Theo đài ABC News, hiện nay vẫn chưa rõ nguyên nhân hệ thống GPS bị nhiễu sóng, khiến cho hai chuyến bay phải quay đầu trở lại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Tuy nhiên, các giới chức của Estonia, trong đó có ngoại trưởng là ông Markus Tarkna, đã đổ lỗi cho phía Nga đứng sau vụ gây nhiễu này. Theo nhật báo Politico, thì nước Nga vẫn luôn là quốc gia bị tình nghi hàng đầu trong các vụ nhiễu loạn tín hiệu GPS. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế và các chuyên gia hàng không vẫn chưa thu thập được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng phía Nga phải chịu trách nhiệm các vụ nhiễu sóng GPS kể trên. Ngoại trưởng của Estonia là Tasna nói rằng việc gây nhiễu tín hiệu GPS sớm hay muộn cũng sẽ gây ra tai nạn trong ngành hàng không. Tajikistan đã triệu tập đại sứ Nga tại Dushanbe để phản đối điều mà họ mô tả là Moscow đối xử không công bằng đối với công dân Tajikistan tại Nga. Thông tin trên được TASS và Reuters dẫn từ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Tajikistan. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đã trao công hàm phản đối cho đại sứ Nga là Semion Gikovets tại Dushanbe để bày tỏ lo ngại sâu so sắc về các trường hợp công dân Tajikistan bị đối xử tiêu cực có chủ ý tại nước Nga. Động thái diễn ra trong bối cảnh giới chức Nga tiến hành bắt giữ một số nghi phạm mà họ cho biết đến từ Tajikistan sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào buổi hòa nhạc ở ngoài ô Moscow tối ngày 22 tháng 3. Trong một tuyên bố khác mới đây, Bộ Ngoại giao của Tajikistan cho biết gần 1.000 công dân của họ bị kẹt tại sân bay Nukovo ở Moscow khi nhập cảnh vào Nga Việc này diễn ra từ ngày 27 tháng 4 và công dân của Tajikistan không được cung cấp các điều kiện vệ sinh cần thiết. Ngoài ra, 27 người Tajikistan đã trục xuất và 306 người khác được đưa vào danh sách sẽ bị trục xuất rời khỏi nước Nga. Bộ Ngoại giao Tajikistan khẳng định các biện pháp hạn chế như vậy chỉ áp dụng đối với công dân của Tajikistan, đồng thời cho biết hàng chục người Tajikistan cũng bị mắc kẹt ở các sân bay khác ở Moscow. Thưa quý vị, được biết, Tajikistan là thành viên của khối thương mại và an ninh do Nga đứng đầu, cũng là nơi đặt căn cứ quân sự của Nga. Nền kinh tế Tajikistan phụ thuộc nhiều giao lượng kiều hối từ hơn 1 triệu lao động nhập cư của nước này hiện đang làm việc tại nước Nga. Sang qua khu vực Đông Âu, Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cho biết rằng ông đang tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị thường đỉnh hòa bình sẽ được khai mạc vào đầu tháng 6 tới đây và Ukraine cùng với các quốc gia khác đang cố gắng để cho hội nghị thượng đỉnh lần này thực sự mang tính toàn cầu. Ông nhấn mạnh rằng chắc chắn mọi châu lục trên thế giới đều sẽ có đại diện của những khu vực khác nhau, rồi họ trình bày những quan điểm khác nhau về sự phát triển của thế giới, nhưng tất cả đều có chung sự thừa nhận rằng hiến chương của Liên hiệp quốc và các công ước của quốc tế căn bản vẫn là những văn bản ràng buộc mọi quốc gia với nhau, kể cả nước Nga. Ông nói thêm đa số các quốc gia trên thế giới phải buộc Nga phải tiến tới hòa bình. Hội nghị hòa bình vào tháng 6 tới đây có thể đặt nền móng cho nền hòa bình của thế giới. Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng nói rằng, Ukraine đã đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để bắt đầu đàm phán liên quan tới việc gia nhập Khối Liên Hiệp Châu Âu, và giờ đây, Khối Liên Hiệp Châu Âu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của họ. Cũng trong chuyến viếng thăm Ukraine hồi gần đây, Ông Jens Stoltenberg là tổng thư ký của khối NATO cho rằng hiện nay chưa quá trễ để Ukraine giành được chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, mặc dù quân đội Nga gần đây đã tiến lên ở khu vực tiền tuyến. Theo ông Stoltenberg, thì việc Hoa Kỳ trì hoãn viện trợ quân sự cho Ukraine suốt nhiều tháng qua đã gây ra hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường. Thế nhưng, ông cho biết những sự trợ giúp mới đang trên đường đến với quân đội Ukraine. Cảnh sát của Anh Quốc nhận được tin báo một chiếc xe lao vào ngôi nhà và có người đã bị đâm ở Hai phía đông của London. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ga tàu điện ngầm và các con đường gần đó cũng đã bị phong tỏa. Cảnh sát bắt một nam nghi phạm 36 tuổi cầm kiếm tại hiện trường, người được cho là đã tấn công người dân và hai cảnh sát. Một thiếu niên 14 tuổi thiệt mạng, bốn người bị thương đang được điều trị. Nhân chứng kể, anh bị đánh thức vì tiếng la hét bên ngoài và sau đó thấy có người đã đâm một đứa trẻ. Sau đó cảnh sát đã đến, người đàn ông trẻ đi về phía nhà ga và tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra. Ade Adelakan đại diện cảnh sát khu vực nói rằng, đây chắc hẳn là sự việc kinh hoàng đối với nhiều người có liên quan. Chúng tôi biết cộng đồng sẽ cảm thấy rất sốc và hoảng hốt. Chúng tôi không tin rằng có thêm bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Cảnh sát còn nói thêm rằng hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công có liên quan tới khủng bố và không tìm kiếm thêm những nghi phạm khác. Bộ trưởng Nội vụ Anh Quốc là James Cleverly cho biết, ông đang tiếp tục nhận thêm những thông tin cập nhật về sự kiện này, đồng thời kêu gọi người dân không suy đoán hoặc chia sẻ những hình ảnh về vụ tấn công, đồng thời yêu cầu mọi người cung cấp những thông tin có liên quan cho cảnh sát. Nếu các quốc gia đánh thuế đối với các công ty nhiên liệu hóa thạch thì có thể thu về tới 900 triệu Mỹ Kim. Nhật báo The Guardian vừa đưa tin, việc đánh thuế bổ sung lên những công ty nhiên liệu hóa thạch tại các quốc gia phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có thể thu về được tới 900 tỷ Mỹ Kim cho ngân sách khí hậu vào năm 2030. Tin tức nói trên dựa trên báo cáo về thuế liên quan tới sự thiệt hại do khí hậu các quốc gia giàu nhất phải chịu trách nhiệm lịch sử lớn nhất về tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay việc đánh thuế trong ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch tại các quốc gia đó là một biện pháp quyết liệt nhằm thu về nguồn ngân sách lên tới hàng trăm tỷ mỹ kim để giúp cho các quốc gia dễ bị tổn thương hơn đối phó với những tác động của thảm họa khí hậu cũng như thúc đẩy tiến trình chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch nhanh chóng và công bằng trên thế giới nếu mức thuế được áp dụng ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế vào năm 2024, với mức ban đầu là 5 Mỹ Kim trên 1 tấn khí CO2 thải ra môi trường và tăng lên 10 Mỹ Kim mỗi năm kế tiếp, thì tổng số tiền thu được là 900 tỷ Mỹ Kim vào năm 2030. Trong khoản tiền này, thì 720 tỷ Mỹ Kim sẽ chuyển vào Quỹ Tổn thất và Thiệt hại. 180 tỷ Mỹ Kim còn lại sẽ được phân bổ để trợ giúp cho các quốc gia có lợi tức thấp trong tiến trình chuyển đổi nhiên liệu. Cũng theo báo cáo nói trên, nếu chỉ áp đặt thuế thiệt hại do khí hậu gây ra ở nhóm các quốc gia G7, nơi có nhiều công ty dầu khí của quốc tế đặt trụ sở, thì quỹ tổn thất và thiệt hại sẽ thu về được 540 tỷ Mỹ Kim vào cuối thập niên này. Báo cáo nói trên được công bố ngay trước cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị Quỹ Tổn thất và Thiệt hại. Cảm ơn quý vị đã trở lại với phần tin tức của Sài Gòn TV và bây giờ là phần tin Hoa Kỳ. Nhận diện gia đình 4 người thiệt mạng trong tai nạn xe VinFast ở Bắc California. Gia đình 4 người ở Pleasanton thiệt mạng trong tai nạn cháy xe vào tuần qua đã được nhận diện văn phòng giáo nghiệm tử thi quận hạt Alameda nêu danh ba nạn nhân là Charun Cherukara George, 41 tuổi, và hai người con của ông là Aaron, 9 tuổi, và Rowan, 13 tuổi. Nguồn tin khác cho đài Cron số 4 biết, người mẹ tên là Rincy và thi thể đã bị cháy hoàn toàn, được nhận diện sau cùng là nạn nhân thứ tư. Hàng xóm cho biết gia đình của George đang trở về nhà sau khi ở nhà một người bạn thì tai nạn xảy ra tất cả bốn người đã thiệt mạng tại chỗ. người qua đường đã giúp kéo được ba người ra khỏi xe nhưng đã không cứu được. người thứ tư đã thiệt mạng trong xe. theo tờ The Mercury News loan tin. một buổi tưởng niệm gia đình gặp nạn được tổ chức với khoảng 200 người tham dự. tài xế đã lạc tay lái và đâm vào một cây sồi lớn ven đường Foothill Road gần Stone Ridge Drive. xe đã bốc cháy, lửa bén ra những cây cỏ xung quanh xác xe tìm thấy ở nơi xảy ra tai nạn mang nhãn hiệu VinFast là một loại xe điện do Việt Nam sản xuất, vừa mới xuất hiện trên thị trường Mỹ khoảng hơn một năm nay. Cảnh sát trở lại nơi xảy ra tai nạn để tiếp tục điều tra vào ngày hôm nay, 30 tháng 4. Vẫn tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, ứng cử viên Robert F. Kennedy Jr. hội đủ điều kiện ứng cử tổng thống Ứng cử viên tổng thống độc lập là ông Robert F. Kennedy Jr. hiện nay đã hội đủ điều kiện ra ứng cử tại California. Ban vận động tuyển cử của ông cho nhật báo The Hill biết như trên. Ứng cử viên Kennedy cùng với Nicole Shanahan, người đứng chung liên danh ứng cử, đã giành được sự ủng hộ của đảng độc lập Hoa Kỳ tại California, là tiểu bang có đông phiếu cử tri đoàn nhất trên toàn quốc. Ban vận động tuyển cử của liên danh này đã xác nhận họ đã hoàn tất đầy đủ thủ tục ứng cử với tổng thư ký tiểu bang vào hôm 30 tháng 4. California là tiểu bang thứ ba nơi mà liên danh giữa Kennedy và Shanahan chính thức đủ điều kiện có tên trên lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sau tiểu bang Utah và Michigan. Đảng này cũng còn hội đủ chữ ký để được ghi tên vào lá phiếu tại 7 tiểu bang khác nữa, bao gồm New Hampshire, Nevada, Hawaii, North Carolina, Idaho, Nebraska và Iowa. Ứng cử viên Kennedy là chính khách chuyển đổi đảng từ Đảng Dân chủ sang Đảng độc lập hồi mùa thu năm ngoái, đang tìm đạt được tư cách bình đẳng trên lá phiếu với Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Ông vẫn liên tiếp lập luận rằng hai nhân vật được coi là ứng cử viên chính thức của hai đảng lớn đều không xứng đáng để phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Ban vận động tuyển cử của ông Kennedy quyết đạt mục tiêu gom đủ chữ ký để bầu cử tại 50 tiểu bang trước kỳ hạn. Nhưng các chuyên gia cho rằng ông chỉ cần gom đủ chữ ký tại các tiểu bang chiến trường chính yếu trên toàn quốc là có thể tạo được ảnh hưởng sự quyết định trong ngày bầu cử vào thứ Ba năm tháng 11 năm 2024. Thưa quý vị, nước Mỹ có thể sẽ trải qua một mùa hè nóng nhất trong lịch sử nghiên cứu mới của cơ quan thời tiết quốc gia cảnh báo Mỹ sắp trải qua mùa hè nóng nhất trong lịch sử với nhiệt độ tại nhiều khu vực cao hơn tới 60%. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC gần đây cũng thực hiện những công cụ dự báo thời điểm xảy ra các đợt nắng nóng cực độ, qua đó cung cấp cảnh báo chính xác hơn tới người dân để họ có sự chuẩn bị các nhà khoa học dự báo mùa hè của năm nay 2024, tình trạng nắng nóng cực độ sẽ gây ra hạn hán, mất nước cho hệ thực vật, động vật và cả con người. Cơ quan thời tiết quốc gia lưu ý khu vực Tây Nam, một phần của Tây Bắc Thái Bình Dương và Hawaii là những nơi có nguy cơ hạn hán cao nhất. Mật độ xét đánh cũng cao hơn do nhiệt độ nóng hơn và có thể làm tăng nguy cơ cháy rừng. Một nhóm các nhà khoa học khí hậu từ Đại học Pennsylvania cho biết, trong mùa hè của năm nay, đại Tây Dương sẽ ghi nhận số lượng cơn bão cao gấp đôi thông thường, với khoảng 27 cho đến 39 cơn bão nhiệt đới có thể xảy ra do nhiệt độ đại dương cao và nắng nóng kỷ lục không chỉ ảnh hưởng xấu đến môi trường mà còn có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, làm gia tăng nguy cơ tử vong với những người có vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh tim mạch. Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Vũ trụ là Goddard của NASA cho biết Mùa hè 2023 đã được coi là mùa hè nóng nhất của trái đất kể từ năm 1880. Trường Đại học Columbia ra tối hậu thư với các sinh viên biểu tình phản chiến. Trường Đại học Columbia ở New York vừa gửi tới hậu thư đến các sinh viên yêu cầu các nhóm biểu tình phải dỡ bỏ lều trại trong khu viên nhà trường, nếu không sẽ bị đình chỉ và bị điều tra. Tối hậu thư được đưa ra sau khi hiệu trưởng là Minus Scharf đã nói rằng những cố gắng thỏa thuận với các nhóm biểu tình đã bị thất bại và tuyên bố như sau, nhà trường không chấp nhận lời yêu cầu rút khỏi những mối quan hệ liên quan tới Do Thái. Nhóm biểu tình cho rằng trường Đại học Columbia làm tình hình căng thẳng leo thang và họ sẵn sàng đáp trả. Sau khi ban giám hiệu gửi ra tối hậu thư, thì hơn 300 người đã tụ tập với nhau, họ diễn ít nhất là 120 chiếc lều. Họ vỗ tay, đánh trống, rồi hô vang các khẩu hiệu ủng hộ cho người Palestine. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, những người biểu tình đeo mặt nạ, mặc áo màu sáng, rồi quàng tay nhau tạo thành bức tường người, dường như nhằm ngăn chặn bất kỳ những cố gắng nào của giới hành pháp tiến vào khu lều trại này. Trường Đại học Columbia là một trong những nơi mà làn sóng biểu tình phản chiến của sinh viên Hoa Kỳ bùng phát đầu tiên làn sóng sinh viên biểu tình phản đối chiến sự giữa do Thái và Hamas tại giải Gaza ở Hoa Kỳ vẫn tiếp tục diễn ra và hiện nay đang diễn biến một cách phức tạp. kể từ khi phong trào này nổ ra, khoảng 900 người biểu tình, trong đó có cả các giảng viên, đã bị bắt giữ tại hàng loạt các trường đại học lớn trên toàn quốc. 275 vụ bắt giữ được ghi nhận chỉ riêng trong ngày 27 tháng 4 vừa qua. Hơn 100 người cũng đã bị bắt giữ tại trường đại học Washington. Còn số tương tự được ghi nhận ở trường đại học Northeastern ở Boston. Còn trường đại học Tufts và đại học Emerson cùng khu vực đang cố gắng giải tán khu lều trại do sinh viên dựng lên để biểu tình. Sinh viên và giới hành pháp tiếp tục tranh chấp về bãi cỏ phía nam của trường đại học Texas ở thành phố Austin vào ngày 29 tháng 4. giờ hiệu trách yêu cầu những người biểu tình không được phép cấm trại trong khi các sinh viên thì tụ tập trên bãi cỏ, họ hô vang khẩu hiệu ủng hộ cho Palestine. Nhiều vụ xô xát xảy ra khi mà cảnh sát cố gắng đẩy đoàn người biểu tình ra khỏi khuôn viên của nhà trường rồi xịt hơi cay về phía họ. Có 6 người bị bắt giữ trong vụ này. Tình trạng bế tắc cũng tiếp diễn tại một số trường đại học lớn khác ở Hoa Kỳ, thí dụ thí dụ như trường đại học Harvard, Đại học Pennsylvania và Đại học Yale. Ngày 28 tháng 4 vừa qua, ban giám hiệu của trường Đại học Yale thông báo, các sinh viên có thể bị đình chỉ học tập hoặc là bị bắt giữ nếu như tiếp tục dựng các lều trại để biểu tình. Tôi quý vị một người đàn ông đã bị cáo buộc giết vợ và con gái khi đang lau chùi súng. Đó là Roger Hanks, 76 tuổi, đang đối mặt với hai tội danh giết người cấp độ 1. Sau khi bị cáo buộc đã bắn chết người vợ là Judith 75 tuổi và con gái là Emily 37 tuổi tại nhà của họ ở East Marlborough Township, Hanks, tự xưng là người giỏi nhất trong những người giỏi nhất về bắn súng, đã nói với cảnh sát rằng sự việc xảy ra trong lúc ông đang lau chùi khẩu súng của ông. Theo lời của ông, một cuộc cãi vã đã nổ ra giữa ông và người vợ về việc ông đã không ăn thức ăn mà bà đã chuẩn bị. Trong lúc tức giận, ông đã chĩa súng vào ngực của vợ và sau đó là đứa con gái rồi nổ súng giết cả hai. Sau khi bắn hai người, ông ta đã gọi điện cho một người bạn và nói rằng vợ của ông thật điên rồ và ông đã bắn cô ta. Người bạn này sau đó đã liên lạc với cảnh sát để báo án. Cảnh sát sau đó tìm thấy hai nạn nhân nằm bất động trong bếp, họ được tuyên bố đã thiệt mạng tại một bệnh viện trong khu vực. Hans hiện đang bị giam giữ mà không có quyền bảo lãnh và sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Chánh biện lý Christopher lên án hành động của Hans, gọi đó là một phản ứng vô lý đối với một tranh chấp cơ bản, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với cảnh sát của tiểu bang Pennsylvania vì đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Bốn cảnh sát viên bị bắn chết và bốn người bị thương trong lúc bố ráp một căn nhà ở tiểu bang North Carolina có 8 cảnh sát bị bắn, trong đó 4 người bị thiệt mạng trong một cuộc bố ráp tại một căn nhà ở Charlotte của tiểu bang North Carolina. Sự kiện xảy ra khi mà cảnh sát liên bang thực thi lệnh lục soát để tìm kiếm vũ khí của một tên tội phạm bị kết án đang lẫn tránh. Cảnh sát trưởng là Johnny Channing mô tả, đây là điều bi thương nhất trong 32 năm ông làm việc trong ngành thực thi công lực tại Hoa Kỳ. Nghi phạm có tên là Terry Clark Hughes, Junior, 39 tuổi, đã nã súng vào cảnh sát khi họ đến căn nhà này. Cảnh sát đã đáp trả và gọi thêm lực lượng ứng cứu. Trong lúc bao vây, nghi phạm đã bị bắn hạ và khu vực này bị phong tỏa cho tới khi cảnh sát an toàn tiến vào bên trong ngôi nhà. Có ba trong số các cảnh sát viên nói trên đã qua đời tại bệnh viện. Bộ trưởng Bộ Cải huấn của tiểu bang North Carolina là Todd Easy đã công bố danh tính của hai cảnh sát viên tử vong Người thứ nhất là Sam Polloch và người thứ nhì là Auden Elliott. cả hai người này đều có 14 năm kinh nghiệm làm việc cho sở cảnh sát. Cảnh sát viên thứ nhất qua đời để lại vợ và hai con, trong khi cảnh sát thứ nhì là Elliot để lại vợ và một đứa con. Một thiếu nữ 17 tuổi cùng với một phụ nữ được tìm thấy trong căn nhà nói trên và họ đã được đưa tới đồn cảnh sát để được thẩm vấn. Năm cảnh sát viên khác bị thương. Một trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Joshua Ayer là một trong những cảnh sát bị thương nặng đã qua đời để lại vợ và đứa con trai 3 tuổi. Thị trưởng của Charlotte là Via và tổng thống Joe Biden đều bày tỏ sự đau buồn và vinh danh các cảnh sát thiệt mạng. Danh tính của cảnh sát thuộc lực lượng tư pháp Hoa Kỳ bị thiệt mạng vẫn chưa được công bố thống đốc là Roy Cooper đã đưa nguồn lực tiểu bang tới để trợ giúp cho lực lượng tại địa phương. Một người đàn ông gốc Lào bị ung thư đã trúng số Powerball 1.3 tỷ Mỹ Kim ở Oregon. Đó là Chen Charlie Sifan, một người nhập cư đến từ Lào, đã trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1.3 tỷ Mỹ Kim sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư trong 8 năm Ông Saifan, 46 tuổi và vợ là Dupen, 37 tuổi, quyết định chia sẻ giải thưởng với người bạn là Liza Chao, 55 tuổi, người đã cùng họ mua giá số. Họ sẽ nhận một khoản tiền mặt một lần là 422 triệu Mỹ Kim sau thuế. Ông Saifan, người có hai con nhỏ, đã bày tỏ lo lắng khi không có đủ thời gian để tận hưởng số tiền này, đồng thời hy vọng sẽ tìm được một bác sĩ giỏi để điều trị bệnh cho ông. Trước khi trúng số, ông đã cầu nguyện và hy vọng rằng mình sẽ thắng để có thể giúp đỡ cho gia đình. Được biết ông, người tự nhận mình là người Lumien, đã di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1994 sau khi sống tại Thái Lan. Ông làm việc như một thợ máy cho một công ty hàng không vũ trụ và sống ở Portland trong 30 năm. Thưa quý vị, cộng đồng Lumien, một nhóm dân tộc Đông Nam Á, hiện đã hình thành một cộng đồng lớn và nhiệt huyết tại Portland. Giá trúng giải được bán tại một cửa hàng Blake Pantry ở Portland, chấm dứt chuỗi ngày không tìm được người chiến thắng kéo dài hơn 3 tháng. Và theo luật của tiểu bang Oregon, người trúng số không thể giấu danh tính trừ một số trường hợp ngoại lệ. Và thưa quý vị, giải độc đắc có giá trị tiền mặt là 621 triệu Mỹ Kim trước thuế nếu như chọn nhận một lần với giải thưởng 1.3 tỷ Mỹ Kim là giải độc đắc Powerball lớn thứ tư trong lịch sử và lớn thứ 8 trong tất cả các giải sổ số ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Trung Cộng bác bỏ tin là họ can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Mới đây, Trung Cộng đã bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken về việc Trung Cộng cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là ông Lâm Kiếm khẳng định rằng không có chuyện can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia khác, đó là nguyên tắc căn bản trong vấn đề ngoại giao của Trung Cộng, và Trung Cộng không có lợi trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Ông Lâm Kiếm cũng phản đối việc nêu vấn đề về Trung Cộng và làm tổn hại tới lợi ích của Trung Cộng vì mục đích bầu cử, đồng thời ông ta kêu gọi Hoa Kỳ phải chấm dứt điều mà ông ta gọi là chứng hoang tưởng và việc ném bùn vào Trung Cộng để chuyển hướng sự chú ý cũng như đổ lỗi. Ông này nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc đóng góp vào mối quan hệ giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Trong khi đó, giới quan sát đang chờ đợi cuộc tái đấu giữa ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đó là ông Donald Trump và ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ là tổng thống đương nhiệm Joe Biden vào tháng 11 sắp tới đây các công ty chuyển hàng tức là logistics của toàn thế giới cũng bắt đầu lên kế hoạch cho kịch bản ông trump tái đắc cử và chuẩn bị chiến lược để giảm nhẹ những tác động từ các đoàn thuế bổ sung mà ông trump có thể áp dụng chính quyền của ông donald trump trước đây đã áp dụng thuế quan lên hàng nhập cảng đến từ trung cộng để giải quyết mức thâm hụt thương mại và chính quyền của tổng thống joe biden hiện nay cũng hầu như giữ nguyên các mức thuế này trong khi cho phép các bên riêng lẻ nộp đơn xin được miễn trừ. Điều này cho thấy mức độ quan trọng của chính sách thương mại trong mối quan hệ giữa hai quốc gia, Trung Cộng và Hoa Kỳ, cũng như sức ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ sắp tới đây. Sang quanh Nam Hàn, Nam Hàn mở nhiều đường mòn du lịch gần giới khu phi quân sự. Theo hãng tin Danh Háp, Nam Hàn sẽ mở 10 đường mòn mang chủ đề hòa bình ở gần khu phi quân sự giữa nước này và Bắc Hàn. Thông báo ngày 30 tháng 4 của chính phủ Nam Hàn cho biết, những đường mòn này sẽ bắt đầu đón du khách từ giữa tháng 5 tới đây. Thông tin được Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hóa Nam Hàn cho biết, các đường mòn này nằm dọc các thị trấn và đường phố biên giới thuộc các tỉnh Gyeonggi và Gangwon, cũng như ở đảo biên giới phía tây của Gangwa. Các tuyến đường sẽ được mở từ ngày 13 tháng 5. Du khách có thể ghi danh qua trang web của chính phủ hoặc qua ứng dụng di động là Durunubi. Khu vi quân sự nằm cách thủ đô Seoul hơn 50 cây số về phía bắc. Khu vực này dài khoảng 250 cây số, rộng 4 cây số, được thành lập cùng với hiệp định đình chiến vào năm 1953, chia đôi bán đảo Triều Tiên. Đây là một trong những khu vực biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới, cũng là điểm du lịch thu hút khá nhiều du khách. Vẫn tiếp theo phần tin Á Châu, cảnh sát hàng hải của Trung Cộng tuyên bố xua đuổi tàu thuyền của Philippines ra khỏi bãi cảng Scarborough. Tân Hoa Xã vừa đăng tin, hôm nay 30 tháng 4, hải cảnh của Trung Cộng đã xua đuổi tàu tuần duyên 4410 và tàu công vụ 3004 của Philippines vì họ xâm phạm vùng biển giáp đảo Hoàng Nham mà Trung Cộng gọi là bãi cạn Scarborough. Lực lượng cảnh sát của Trung Cộng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ này. Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát hàng hải của Trung Cộng tuyên bố xua đuổi những chiếc tàu của Philippines đi vào vùng biển tiếp giáp với bãi cạn Scarborough. Trước đó vào tháng 2 năm nay, hải cảnh của Trung Cộng tuyên bố họ cũng đã xua đuổi một chiếc tàu của cơ quan hành nghề cá và nguồn lợi thủy sản của Philippines vì đã xâm nhập trái phép vào vùng biển tiếp giáp với bãi cạn Scarborough. Bãi cạn này nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230 cây số và cách bờ biển phía đông nam của Trung Cộng tới 1.000 cây số. Cả Trung Cộng và Philippines đều tuyên bố có chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Vào năm 2012, Trung Cộng đã giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay của Philippines Cảnh sát hàng hải của Trung Cộng nói rằng Trung Cộng có chủ quyền không thể tranh cãi đối với bãi cạn này và vùng biển lân cận. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao của Philippines lập luận rằng bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đồng thời quốc gia này có quyền chủ quyền cũng như quyền tài phán đối với bãi cạn Scarborough. Thưa quý vị, tòa án Iran quyết định giảm án tử hình xuống 20 năm tù vì tội tham nhũng đối với Babak Janjani, từng là một trong những người giàu nhất của đất nước này. Phát ngôn viên tòa án tối cao Iran là Asghar Jahangir cho hay, được sự chấp thuận của người đứng đầu cơ quan tư pháp và lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, bản án tử hình đối với Babak Janjani đã bị hủy bỏ. Theo Jahangir, lãnh đạo cơ quan tư pháp đã xem xét sự hợp tác của Janjani trong thời gian ngồi tù, cũng như việc chính phủ đã lấy lại được những tài sản bị giữ ở nước ngoài của tỷ phú này. Khoảng 2 tỷ Mỹ Kim đã được chuyển vào Ngân hàng Trung ương của Iran. Được biết, vào năm 2012, Janjani đã bị Mỹ và Liên minh Âu Châu, gọi tắt là EU, đóng bằng tài sản, hạn chế đi lại vì giúp chính phủ Iran lách các lệnh trừng phạt để về dầu mỏ. Tuy nhiên, Bộ dầu mỏ Iran cho biết, Jani đã bỏ túi 2,8 tỷ Mỹ kim khi bán dầu thay cho chính phủ. Jani bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định không thể chuyển tiền cho bộ như kế hoạch do các lệnh trừng phạt. Được biết Jani từng là một trong những doanh nhân giàu nhất của Iran với khối tài sản ước tính là 14 tỷ Mỹ kim. Ông bị bắt vào năm 2013, ngay sau khi Hassan Rouhani đắc cử tổng thống. Ông Rouhani yêu cầu trừng phạt tội phạm tham nhũng trong 8 năm mà người tiền nhiệm là Mamu Ahmadinejad cầm quyền. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Chính phủ Ấn Độ tức tối về chuyến viếng thăm Trung Cộng của tỷ phú Elon Musk. Giới truyền thông tại Ấn Độ chỉ trích chuyến viếng thăm Trung Cộng của ông Elon Musk khóc sau khi vị tỷ phú Hoa Kỳ này bất ngờ hủy bỏ kế hoạch tới thăm Ấn Độ. Trang tin News Number no. 9 đăng tải về chuyến viếng thăm của ông Elon Musk với nội dung như sau. Xin chào Trung Cộng, tạm biệt Ấn Độ. Sau đó, màn hình tiếp tục hiển thị dòng chữ như sau. Nghĩa vụ nặng nề với Tesla hay sao? Chuyến viếng thăm Trung Cộng diễn ra chỉ một tuần sau khi hủy bỏ chuyến đi tới Ấn Độ. Tỷ phú Elon Musk vốn có kế hoạch gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ là ông Narendra Modi vào tuần trước, đồng thời công bố khoản đầu tư lên tới 3 tỷ Mỹ Kim vào một nhà máy sản xuất xe hơi. Tuy nhiên, ông Elon Musk đã hủy bỏ chuyến viếng thăm tới Ấn Độ với lý do là ông ta có những nghĩa vụ nặng nề với công ty Tesla. Sau đó, ông Elon Musk đã tới thăm Trung Cộng, rồi gặp gỡ Thủ tướng của Trung Cộng là ông Lý Cường, sau đó đạt được bước tiến trong những cố gắng thực hiện phần nhu liệu điện toán lái xe tân tiến tại thị trường xa hơi lớn nhất thế giới này, tức là tại Trung cộng. Tỷ phú Elon Musk cho biết thêm, ông mong muốn được tới thăm Ấn Độ vào cuối năm nay, nhưng chính phủ Ấn Độ chưa bình luận gì về quyết định hủy bỏ chuyến viếng thăm của ông hồi tuần trước hay là chuyến viếng thăm tới Trung cộng của ông Elon Musk vào tuần qua. Chuyến viếng thăm của tỷ phú Elon Musk vốn được cho là có thể thúc đẩy chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Ấn Độ khi nhà lãnh đạo này đang xây dựng hình ảnh thân thiện với các công ty. Các đối thủ của Thủ tướng Modi đã sử dụng chuyến viếng thăm tới trung cộng của tỷ phú Elon Musk để chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ. Ông Sharma Mohamed là phát ngôn viên của đảng quốc đại đối lập viết trên trang mạng X như sau. Đó là sự thiếu niềm tin vào chính sách quản lý của chính phủ của ông Modi, khiến cho các công ty lớn liên tục quay sang Trung Cộng thay vì Ấn Độ. Kính thưa quý vị, CEO của Microsoft thăm Indonesia công bố đầu tư 1,7 tỷ Mỹ Kim Tổng giám đốc điều hành của Microsoft là Satya Nadella ngày 30 tháng 4 có chuyến thăm Indonesia và công bố khoản đầu tư lớn 1,7 tỷ Mỹ kim để phát triển trí tuệ nhân tạo AI và dịch vụ đám mây tại Indonesia. CEO Satya Nadella phát biểu rằng 1,7 tỷ Mỹ kim để mang lại hạ tầng cơ sở AI mới nhất là tốt nhất cho Indonesia. Vị CEO tiết lộ Microsoft sẽ đào tạo AI cho 840.000 người, hỗ trợ cộng đồng các nhà phát triển tại quốc gia Đông Nam Á. Khoản đầu tư sẽ được phân bổ trong 4 năm nhằm cải thiện dịch vụ đám mây và hạ tầng AI tại Indonesia, xây dựng một trung tâm dữ liệu mới. Trong cùng ngày, tổng thống Indonesia là Joko Widodo đã tiếp đón và hội đàm cùng phái đoàn do ông Nadella dẫn đầu tại dinh tổng thống Hai bên thảo luận việc hợp tác giữa Tập đoàn Công nghệ Mỹ và Chính phủ Indonesia về nguồn phát triển nhân lực công nghệ tập trung vào lĩnh vực AI. Phát biểu tại một sự kiện cùng ngày, Bộ trưởng Luhut Banchaitan, phụ trách điều phối các vấn đề biển và đầu tư của Indonesia, cho biết chính quyền có kế hoạch cấp quốc tịch kép cho người gốc Indonesia nhằm thu hút lao động có tay nghề. Nhóm đối tượng được nhắc đến là người từng là công dân Indonesia đang sinh sống ở nước ngoài. Đã sang đầu mùa hè mà tuyết rơi dày tại Trung Quốc và nhiều nơi có mưa lạnh cũng như lốc xoáy. Suốt nhiều ngày qua thời tiết cực đoan thất thường liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Vào trưa hôm nay 30 tháng 4, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, khiến cho phần mái của ga xe lửa Nam Trường Sa bị hư hại rất nặng. Hình ảnh cho thấy nước chảy xối xả như thác đổ, gây ra tình trạng hỗn loạn tại sân ga nói trên. Trong khi đó, tin tức về tuyết rơi ở tỉnh Hà Bắc trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trên nhiều nền tảng xã hội tại Trung Quốc. Kể từ ngày hôm qua 29 tháng 4, nhiều nơi ở tỉnh Hà Bắc xuất hiện tuyết rơi. Mùa đông ập đến chỉ sau một đêm, có nơi tuyết rơi dày tới 32cm. Nhiều người than thở tuyết rơi dày trước khi mùa hè bắt đầu. Một người viết như sau: Gần mùa hè rồi mà vẫn có thể có tuyết rơi hay sao? Riêng tại Trương Gia Khẩu, người dân đã phải mặc quần áo mùa đông khi đi ra ngoài. Trung tâm khí tượng quốc gia của Trung cộng dự báo, ngày mai, 1 tháng 5, có những cơn dông lốc, gió lớn hoặc mưa đá xảy ra ở hầu hết các khu vực phía nam dòng sông Dương Tử, thí dụ như khu vực Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông. Vào trưa hôm nay 30 tháng 4, một số người loan tin có lốc xoáy ở Triều Châu và Quảng Đông. Các đoạn clip cho thấy nhiều con đường trở nên hỗn loạn và cây cối thì bị ngã đổ. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chúng tôi và bây giờ là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên đến từ Hà Nội, giáo sứ Thái Hà phản đối bệnh viện đóng đa xây tòa nhà 8 tầng trên đất của nhà thờ. Bệnh viện Đống Đa đã dấp phải sự phản đối khi lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà mới bao gồm 2 tầng hầm, 6 tầng nổi trong khuôn viên vốn trước đây thuộc dòng chứa cứu thế Hà Nội. Kế hoạch này nằm trong dự án đầu tư cải tạo nâng cấp bệnh viện Đa Khoa Đống Đa. Và tòa nhà mới có diện tích mặt sàn mỗi tầng là 1.220m2. Vị trí tòa nhà này sẽ nằm ở khu vực giáp với công viên, phía sau tu viện của nhà dòng mà hiện nay đang được dùng làm bệnh viện Đống Đa. Linh Mục Dư Xe Nguyễn Văn Toản, phụ trách truyền thông của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cho biết, dự án không chỉ thay đổi cảnh quan và môi trường, mà nó còn đang đi ngược lại những cái mà nhà nước nói là tôn trọng quyền tự do tôn giáo, các tôn giáo được luật pháp bảo vệ, và nhà nước tạo điều kiện cho các tôn giáo đáp ứng nhu cầu của người dân. Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Toản nói rằng, nhà thờ Thái Hà không phản đối việc xây dựng thêm nơi khám chữa bệnh cho người dân, nhưng trước khi thực hiện bất cứ dự án nào trên phần đất của nhà thờ Thái Hà, chính quyền thành phố Hà Nội và Bệnh viện Đống Đa cần phải gặp gỡ với đại diện của tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam và nhà thờ Thái Hà để đưa ra những giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cho cộng đồng của người Công giáo. Thưa quý vị, nhà thờ Thái Hà đang soạn thảo nhiều văn bản để gửi các cơ quan hữu trách với đề nghị dừng thực hiện dự án này, giữ nguyên hiện trạng để các bên có thể gặp gỡ và đưa ra những giải pháp đồng thuận. Chính phủ Cộng sản Việt Nam bắt giữ 3 người mà họ cho là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Công an của tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam một facebooker có tên là Dương Hồng Hiếu, 46 tuổi, với tội danh mà nhà cầm quyền cho là lợi dụng quyền tự do dân chủ vì người này đã dám chỉ trích một chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tỉnh Kiên Giang. Theo website của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, kể từ năm 2020 đến khi bị bắt giữ, thì ông Dương Hồng Hiếu đã sử dụng các danh khoản mạng xã hội như là Dương Hồng Hiếu, Dương Hiếu và Phù Dung để tự kêu oan, cũng như đăng tải nhiều nội dung mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho là không đúng sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Giới truyền thông Cộng sản của Việt Nam cho hay, trước khi bị bắt giữ, thì ông Dương Hồng Hiếu đã bị giới hữu trách mời lên làm việc nhiều lần. Thế nhưng, ông vẫn coi thường pháp luật. Cùng với tội danh nói trên, công an của tỉnh Điện Biên đã bắt giam bà Bùi Thị Linh, 35 tuổi, vì đã cho đăng tải 50 bài viết, cùng với livestream trên Facebook liên quan tới việc chồng của bà bị giới hữu trách bắt giữ do liên quan tới ma túy. Tương tự thì chính quyền Hà Nội cũng đã bắt giam ông Dương Minh Cường, 28 tuổi, cũng với tội danh nói trên, tức là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Tuy nhiên, giới hữu trách và giới truyền thông trong nước không nêu được cụ thể các vi phạm của ông Dương Minh Cường. Điều luật lợi dụng quyền tự do dân chủ thường bị các chuyên gia nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ được phía Việt Nam sử dụng để biệt miệng những người dám chỉ trích chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tôi kêu vị, chính quyền Đà Lạt lo sợ bạo động bất ngờ yêu cầu rạp chiếu phim và những tụ điểm ca nhạc phải đóng cửa. Rạp Sinestro Đà Lạt và mây lang thang đột nhiên thông báo đóng cửa từ trưa ngày 30 tháng 4 với lý do chỉ đạo từ chính quyền của thành phố. Fanpage Sinestro Việt Nam Đà Lạt có gần 80.000 người theo dõi. Trưa ngày 30 tháng 4 đăng tải thông báo khẩn với nội dung do sự việc bất đắc dĩ. Theo chỉ đạo từ chính quyền thành phố Đà Lạt, Sinister Đà Lạt xin phép đóng cửa từ 1 giờ trưa ngày 30 tháng 4, 2024. Rạp chiếu phim này nói rằng sẽ giải quyết hoàn tiền cho những ai đã mua vé cho đến hết ngày 3 tháng 5. Theo RFA, một nhân viên trực điện thoại của rạp phim xác nhận, việc đóng cửa là do thực hiện chỉ đạo khẩn từ lãnh đạo thành phố, nhưng không cho biết thêm thông tin khác. Người này cho biết ngày 1 tháng 5, rạp phim sẽ mở lại và người dân muốn xem phải đến tận nơi để mua vé. Trong khi đó, fanpage Mây Lan Thang cũng đột ngột thông báo tạm ngưng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo chỉ đạo khẩn từ chính quyền thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị, Mây Lan Thang là một chương trình ca nhạc ăn khách ở các tỉnh thành, trong đó nổi tiếng nhất là ở Đà Lạt. Hiện chưa rõ, ngoài hai địa điểm này, còn có khu vực nào khác phải buộc phải đóng cửa theo chỉ đạo hay không. Theo thống kê của Google Training, các cụm từ như bạo động Đà Lạt, phản động hay khủng bố có lượt tìm kiếm tăng đột biến ở tỉnh Lâm Đồng trong cùng ngày 30 tháng 4. Trên các trang mạng cũng đang truyền tai nhau các từ khóa như Đà Lạt xảy ra biến lớn, Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường, Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng, dân dân. Trong khi đó, các báo trong nước đưa tin đến chính rằng không có chuyện Đà Lạt xảy ra biến lớn. Theo báo Phụ nữ Sài Gòn, đến chiều ngày 30 tháng 4, trang thông tin điện tử công an tỉnh Lâm Đồng đăng bài phản bác những thông tin nói trên. Vẫn tiếp theo phần tin Việt Nam, chính quyền thành phố Sài Gòn vừa ban hành quy định mới nhằm ngăn chặn tình trạng nhà ở xã hội, tức là nhà ở giá rẻ, đang bị trục lợi và bị rơi vào tay những người giàu có. Và để bảo đảm rằng chỉ có những người nghèo thực sự cần sự trợ giúp mới được mua hoặc là thuê những căn nhà giá rẻ, Chính quyền thành phố Sài Gòn phối hợp với các sở ngành và chính quyền các quận huyện cùng với thành phố Thủ Đức cung cấp thông tin và thực hiện việc kiểm tra đối với những người mua hoặc là thuê những căn nhà xã hội tức là những căn nhà giá rẻ. Sở Xây dựng Sài Gòn với vai trò là đơn vị chủ trì sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc xác định và gửi hồ sơ cần lấy ý kiến, đồng thời công bố thông tin về dự án cũng như danh sách những người được trợ giúp trên website của Sở Xây dựng và báo cáo cho Bộ xây dựng. Theo đó, nếu sau 10 ngày làm việc không nhận được thư phản hồi thì cơ quan được lấy ý kiến sẽ được coi là đồng ý với các nội dung liên quan. Trong trường hợp có sự phản ánh về việc người mua không phải là những người có lợi tức thấp thì Sở Xây dựng Sài Gòn sẽ yêu cầu Sở Tư pháp và cơ quan thuế của Sài Gòn xác minh. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ cung cấp thông tin về sở hữu nhà đất của những người ghi tên để mua những căn nhà giá rẻ. Tờ báo Thanh niên trong nước từng phản ánh về việc những căn nhà giá rẻ, tức là nhà ở xã hội, bị rơi vào tay giới nhà giàu, đồng thời nêu bật vấn đề trục lợi cũng như mất cơ hội an cư cho những người nghèo khó ở các khu đô thị. Thưa quý vị, mới đây một vị định mục Nguyễn Duy Tân phải lên làm việc với công an của Đồng Nai mà theo dị Linh Mục chia sẻ là có liên quan đến chuyện treo cờ đỏ trước nhà thờ Bắc Hòa Đồng Nai. Công an cho rằng ông là người đã giật dây vụ phản đối treo cờ đỏ vào ngày lễ trọng của công giáo. Theo lời vị Linh Mục mô tả, cuộc gặp gần đây chỉ là cuộc gặp mới nhất trong chuỗi điều tra dài ngày để ghép tội. Khi công an Đồng Nai chất vấn Linh Mục Nguyễn Di Tân, vì sao nói rằng không nên cờ đỏ sao vàng, nhưng trên thực tế ông chưa từng nói như vậy. Ông trả lời rằng, những giáo dân miền Bắc năm 1954, khi nhìn thấy lá cờ này, nó sẽ gợi nhớ về việc họ đã phải bỏ quê hương để chạy vào Nam. Và nhìn thấy lá cờ này, họ lại nhớ chuyện ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều gia đình đã bị cướp nhà, cướp đất, phải lao đầu ra biển. Lá cờ này chỉ gợi nhớ đến những biến cố đau thương của dân tộc. Được biết, nhà thờ Bắc Hòa nằm trong khối xóm đạo của người Bắc, miền Bắc di cư từ năm 1954 giáo dân nơi đây xây dựng nhà thờ khang trang, rộng rãi để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Vào năm 1965, khi giáo phận Xuân Lộc được thành lập, giáo sứ Bắc Hòa thuộc giáo hạt Hồ Nai, giáo phận Xuân Lộc. Việt Nam trục xuất 9 người Malaysia về nước. Vào ngày hôm qua 29 tháng 4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Sài Gòn đã trục xuất 9 người Malaysia vì họ đã nhập cảnh ở Việt Nam rồi thuê biệt thự để gọi điện thoại lừa đảo. Đây là nhóm người nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do một người Malaysia cầm đầu. Sau khi điều tra thì ASEANAPOL là hiệp hội cảnh sát các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đã trao đổi thông tin đề nghị công an Việt Nam cùng với công an thành phố Sài Gòn trợ giúp truy bắt 9 người có độ tuổi từ 25 tới 38 tuổi đều có quốc tịch Malaysia. Nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau, thí dụ như đi du lịch thăm thân nhân hoặc là đi tìm hiểu làm ăn ký kết hợp đồng vân vân. Tuy nhiên, sau khi được nhập cảnh vào thành phố Sài Gòn, nhóm người này được đưa về tập trung ăn ở và làm việc tại một căn biệt thự thuê ở phường Bình Trung Tây, thành phố Thủ Đức. Công việc của họ là gọi điện thoại theo những kịch bản đã có sẵn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản các công dân Malaysia cùng với các quốc gia khác. Nhóm này được người cầm đầu bảo ăn, báo ở và nhận được mức lương khoảng 20 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng. Vào rạng sáng 30 tháng 4, tại đường quốc lộ 25 qua địa bàn thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách khiến cho một người tử vong và nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 25 và đường 559 cũ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, một xe khách biển số Sài Gòn chạy tuyến Hà Nội Krongpa Gia Lai đã va chạm với xe khách biển số Đắk Lắk tuyến Đà Nẵng Đắk Lắk. Dù tai nạn giao thông khiến cho một nạn nhân tử vong tại chỗ và ít nhất là hai người bị thương nặng. Nhiều người khác bị thương nhẹ đang được chuyển đến các bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo một người dân tại hiện trường, khi tai nạn xảy ra, một nạn nhân đã văng từ xe ô tô khách xuống đất tử vong. Tại hiện trường, mảnh kính vỡ của hai xe khách vương vãi trên mặt đường một cột đèn tín hiệu giao thông bị tông gãy, giải phân cách cứng ở nút giao thông cũng bị vỡ vùng. Đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cho biết họ đang phối hợp với cơ quan hữu trách để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn này. Một bản tin khá vui đó là do trời nắng nóng, người dân tại Quảng Nam mang chảo ra đường để chiên trứng. Trên Facebook có đăng tải một số hình ảnh vào trưa hôm qua giữa trời nắng nóng gay gắt, có hai người ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã có một hành động khá vui đó là họ đem một chiếc chảo đặt trên mặt đường, sau đó họ chiên trứng nhờ vào ánh sáng của mặt trời. Một phụ nữ khác còn chiên thịt ở trong chảo. Đây được coi là một trò vui trước thời tiết quá nắng nóng như hiện nay. Nhiệt độ tại thị trấn Đông Phú vào lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua lên tới 41 độ C. Bầu trời lúc này nắng nóng gai gắt thì mọi người phải mặc quần áo chùm kín người. Theo ghi nhận, trong những ngày qua, nhiệt độ tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam rất nóng và có khi nắng nóng rất gai gắt. Nhiệt độ buổi trưa cùng ngày ở các địa phương như là thành phố Tam Kỳ lên tới 40 độ C, rồi tại huyện Thăng Bình, nhiệt độ cũng lên tới hơn 40 độ C. Thưa quý vị, khách quốc tế đến Việt Nam vượt mốc 6 triệu lượt hơn cả trước COVID-19. Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến nước đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 58,2% so với cùng kỳ của năm 2023. Tính chung 4 tháng đầu năm, Việt Nam đón 6,2 triệu lượt khách quốc tế, con số này tăng 68% so với cùng kỳ của năm ngoái và tăng 3,9% so với thời điểm trước dịch Covid. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm 83,7%, đường bộ 13,8%, đường biển là 2,5%. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 4 tháng đầu của năm 2024 ước đạt 237.300 tỷ đồng, tăng 15%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 19.400 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ của năm ngoái. Lãnh đạo cơ quan du lịch nhận định khu vực châu Á và châu Âu là động lực chính cho tăng trưởng khách quốc tế 4 tháng đầu năm. Trong đó, khách từ châu Á tăng 77.2% và châu Âu tăng 63.8%. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Mở đầu là tin liên quan tới vụ bắt giữ một kẻ giết người hàng loạt Người này đã siết cổ phụ nữ và vứt xác họ ở cùng một địa điểm. Cảnh sát trưởng của quận Cam là ông John Mina vừa ra thông báo về việc bắt giữ một kẻ giết người hàng loạt ở quận Cam với cáo buộc rằng nghi phạm đã giết chết hai phụ nữ và vứt xác họ sau khi quan hệ tình dục. Ông cho biết như sau, nghi phạm có tên là Carlos Bella Nieve, 25 tuổi, bị bắt sau khi có bằng chứng cho thấy người này giết chết hai phụ nữ mua bán dâm theo đó vào ngày 14 tháng 3 vừa qua, thi thể của Fatia Flores, 41 tuổi, được tìm thấy tại một giao lộ ở phía đông của quận Cam. Rồi vào ngày 17 tháng 4, thi thể của Nico Daniels, 44 tuổi, cũng được tìm thấy ở cùng một địa điểm. Cảnh sát trưởng quận Cam nói thêm như sau, kẻ giết người nhắm vào những phụ nữ mà hắn ta nghĩ là sẽ không bị ai chú ý, sau đó giết chết họ và vứt xác họ bên lề đường hình ảnh cho thấy bà Daniel lên xe của hung thủ vào đêm trước khi bà được tìm thấy qua đời. Những người bạn và đồng nghiệp của bà đã giúp các thám tử sâu chuỗi lại các thông tin sau khi nói rằng họ nhìn thấy một chiếc xe tải mang hiệu Ford màu trắng với một người đàn ông bên trong có hành vi rất lạ. Cảnh sát trưởng quận Cam cho rằng hung thủ Bayer Nieve đã cố gắng bán chiếc xe tải nói trên sau vụ giết người để loại bỏ bằng chứng. Mặc dù vậy, nếu không có những tin tức đó thì cảnh sát quận Cam vẫn có thể bắt giữ được hung thủ vì hắn ta lái xe với bằng lái hết hạn. Cuối cùng thì hắn ta cũng thú nhận việc giết chết hai phụ nữ nói trên. Hiện nay, hung thủ này đang bị giam giữ tại nhà tù quận Cam với hai tội danh giết người cấp độ 1. Thưa quý vị, Los Angeles chặn bắt 2.200 sản phẩm trẻ em Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn an toàn. Giới chức hải cảng Los Angeles và Long Beach vừa chặn kịp 4 lô hàng từ Trung Quốc, tịch thu hơn 2.200 sản phẩm dành cho trẻ em không đủ tiêu chuẩn an toàn. Thông tin được Quỹ ban an toàn sản phẩm người tiêu thụ CPSC và lực lượng tuần tiểu biên giới quan thuế Hoa Kỳ CBP cho hay. Những lô hàng này nhập cảng vào Hoa Kỳ cuối tháng 1 qua đầu tháng 2, các món hàng tình nghi không đủ tiêu chuẩn an toàn gồm xe giúp cho em bé tập đi ghế dành riêng cho trẻ mắc chứng tự kỷ bàn thay tả cho em bé ghế đẩu cho trẻ em và trò chơi chữ cái tất cả giấu bên trong những kiện hàng hợp pháp cbp cho biết mẫu hàng được đem đi kiểm tra và kết quả cho thấy đều vi phạm quy định về an toàn những vật dụng trung quốc tuồn vào hoa kỳ vi phạm cách thức đăng bạ kiểm nghiệm và không có đủ chi tiết để truy nguyên sản phẩm Chẳng hạn có những món đồ chơi không tuân thủ điều lệ của Đạo luật Tiêu chuẩn Hàng hóa Nguy hiểm Liên bang, gọi tắt là FHSA, không dán nhãn khuyến cáo rõ ràng về các bộ phận nhỏ dễ gặp rủi ro mà các em có thể nuốt phải. Tổng cộng 4 lô hàng bị bắt, có 96 chiếc xe giúp em bé tập đi, 216 cái ghế dành riêng cho trẻ mắc chứng tự kỷ, gần 500 bàn thay tả cho trẻ em, gần 200 chiếc ghế đẩu cho trẻ em, và hơn và gần 1.300 hộp trò chơi chữ cái bị tịch thu. Giá trị toàn bộ số hàng hóa này là gần 80.000 Mỹ Kim. Được biết, trong năm tài khoá 2023, CBP, hải cảng Los Angeles và Long Beach đã chặn được 344 kiện hàng vi phạm các điều lệ an toàn và bảo vệ sức khỏe của người tiêu thụ tại Mỹ. Thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Trong một vụ án liên quan tới trộm cắp ở miền Nam California, Cơ quan hữu trách đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để tìm kiếm một kẻ trộm đồ vệ sinh. Vụ trộm xảy ra tại một cửa tiệm CVS ở Agoura Hills, theo thông báo từ Sở Cảnh sát quận hạng Los Angeles. Camera giám sát ghi lại hình ảnh một người đàn ông bước vào cửa tiệm, lấy đi một chiếc túi xách và nhét đầy những hộp sáp khử mùi hôi, rồi bước ra ngoài mà không trả tiền cho số hàng hóa nói trên. Theo cảnh sát thì số lượng những hộp sáp này có trị giá đến hơn 1.100 Mỹ Kim. Tên trộm chỉ được mô tả là một người đàn ông gốc Hispanic, mặc đồng phục màu xanh dương, có áo t-shirt màu trắng ở bên trong. Hồi cuối năm ngoái, cảnh sát cũng đã thu hồi một số lượng hàng hóa trị giá lên tới 300.000 Mỹ Kim từng bị trộm trong một chiến dịch nhắm vào các tiệm bán lẻ trên đường phố. Cựu cảnh sát trưởng của Los Angeles là ông Michael Moore nói rằng các cơ quan hữu trách đã phối hợp cùng với lực lượng đặc nhiệm chống trộm cắp bán lẻ có tổ chức mới thành lập hồi gần đây, thu hồi được khoảng 1 triệu 200 ngàn Mỹ Kim trị giá của hàng hóa bán lẻ, bị trộm cắp từ tháng 8 cho tới tháng 12 năm ngoái, và đã thực hiện hơn 346 vụ bắt giữ các tên trộm. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về vụ trộm ở Acura Hills nói trên có thể nhận diện được nghi phạm trong hình thì hãy liên lạc với sở cảnh sát của Los Angeles theo số phone 818-878-1808. Những người không muốn nêu danh tánh thì có thể gọi điện thoại tới đường dây nóng theo số phone là 1-800-222-8477 hoặc để lại tin nhắn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 trong ngày lễ tưởng niệm 30 tháng 4 qua sự trình bày của Thanh Trúc và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Xin cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành cùng Sài Gòn TV. Xin kính chào tạm biệt.